ngồi đây. Mấy ngày nay là có nhìn anh 16 tám không? Ừ. Rồi có hút không khí không? Có. Rồi có trường đá không? Có. Rồi bây giờ tình trạng như sao này? Bữa nay là sao rồi? Đỡ đỡ vậy? Khỏe hơn. À. Và chị này bây giờ mặt bớt sưng nữa mọi người thấy không? Hồi ban đầu chị đến đây là mặt sưng sưng nhiều. To nhiều bây giờ dạ mấy mấy kg này. Cũng không có cân đâu mà thấy người nó nhẹ. Người nó nhẹ. Bây giờ hiện trong người chị còn khó chịu gì nữa? Nè đau nhức cái chân hay giò ta phải. Cố gắng nha, phải thực hiện cho được cái gì nhất là nhịn ăn nha. Nếu mà muốn sống tiếp tục. Mềm, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Lỏng. Rồi lấy ra. Ngon rồi. Sao, nghe sướng không? Rồi nghe sao rồi? Nghe dễ chịu ha. Rồi về quay lưng qua đây. Đó, đúng rồi. Bỏ chân này ra. Thả người ra. Thả mềm ra. Trời ơi, ngon. Quay qua đây là sao? Đi qua. Đi qua. Đi qua. Đó, đúng rồi. Vậy thẳng ra. Thẳng ra. Rồi, quay đầu cho luôn kia đi cho thằng đi ghế. Bây giờ chị á là tại vì này chị không có vô lớp học, chị đến thì thôi mất đi làm hả? Làm gì? Tập vụ. Tập vụ hả? Rồi bây giờ á lại ghi nhớ chị này nha, là tuần sau thứ năm chị cũng tới đây à, thì chị phải thực hiện cái diện nhìn ăn cho tôi à, chút xíu cho ra cân coi bao nhiêu cân à, rồi coi cái vòng bụng của bạn có cái hướng đó, rồi mọi người đo dùng cái vòng bụng tôi bao nhiêu à, để mà tôi thứ năm tuần sau á mà không có nhịn ăn thì cái vòng bụng không xuống. Đúng rồi thầy. Mà hỏi ra có bỏ thuốc uống không? Có thuốc cho đau. Lát nữa đi, à? Lát nữa đứng lên đâu. Không. 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 Rồi, cho luôn đi, cho bà đi. Bà không có. Không. Không. Đó, đo dụ. Lấy cái rúng là chuẩn nha. Chiều ăn cơm rồi có uống viên tiểu đường á. À được, cái đó không sao. Uống thuốc là viên tiểu đường. Bắt buộc phải uống. Nha. Dạ. Nha. Nhưng mà riêng cái thuốc giảm đau nữa là không được uống nha, à, gọi là thuốc người ta cho thuốc tể thuốc đồ là không có uống. 99 99 cháu mượn cái số 99 ở đây cả. Rồi ghi vô 99 99 ghi vào đây luôn. Làm sao là thứ năm tuần sau là đây cái dòng bụng nhỏ hơn ha, rồi mặt không có sưng nữa ha, người nó gọn gàng lại rồi đi đứng ngon lành ha. Rồi ngồi dậy đi. 99 luôn rồi, ngồi tỉnh táo lại. Rồi có đau không? Rồi bây giờ đi được rồi đó,
đi ngon lành nữa. Rồi đi đi. Phan từ từ, đứng dậy, từ từ xuống đi, xuống xuống từ từ. Rồi, để cho tỉnh táo được mà, còn đau kinh không? Rồi đi đi. Đó. Thấy nhẹ không? Nhẹ không có. Rồi, đi tới đi, đi tới đi. Quay ngược lên. Quay ngược lên. Đi mạnh, nhanh lên. Đi nhanh lên. Đó. Ngon lành chưa? Rồi, thấy nhẹ nhàng rồi ha. Chạy đi. Được rồi. Lúc giúp đi. Rồi, được rồi. Rồi. Rồi, ngồi xuống luôn. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186688 hoặc 0983-581-652.